Nếu bạn gặp một vấn đề gì đó khó khăn trong cuộc sống, hãy đến gặp anh chàng này. Bạn đã từng bối rối không biết làm thế nào để lấy chiếc áo bị kẹt khi đóng cửa xe ô tô. Hãy để anh chàng này giải quyết vấn đề. Thay vì lóng ngóng dùng kéo cắt áo rồi tốn tiền mua áo mới, anh ấy chỉ đơn giản trợn mắt, tỏ vẻ khinh bỉ và mở lại cửa xe để lấy áo ra. Đôi mắt trợn ngược và vẻ mặt khinh bỉ của anh khi làm điều đó khiến mọi người không thể nhịn cười và sự hài hước và cách châm biếm độc đáo. Không ai khác, người đàn ông này chính là Khabib Lem, người được mệnh danh là chúa hề trên mọi nền tảng mạng xã hội. Không dễ gì để trở nên nổi tiếng trong một thời gian ngắn, mà lại chỉ lặp đi lặp lại hành động và biểu cảm cùng giải quyết vấn đề cực kỳ đơn giản. Nhưng đó lại là những gì mà Khabib Lem đã làm được. Từ một anh công nhân 21 tuổi không ai biết đến, bỗng chốc trở thành một TikToker có lượt theo dõi nhiều thứ hai trên nền tảng mạng xã hội chỉ sau gần một năm. Vậy lý do nào khiến Khabib Lem nổi lên như vũ bão như vậy? Sự nổi tiếng này khiến cuộc sống của anh thay đổi ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và trước khi bước vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Khabib Lem tên đầy đủ là Khabib Lem, sinh ngày 9 tháng 3 năm 2000 tại Senegal, nhưng chuyển đến Italia sinh sống cùng gia đình từ năm 1 tuổi. Bố của Khabib Lem là một doanh nhân khá giả, còn mẹ của anh chàng thì làm nội trợ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Khabib Lem trở thành công nhân cho một nhà máy điện tử ở Chivasso, miền Bắc của nước Ý. Dù chỉ là một công việc ít tiền, nhưng cũng mang lại cho anh chút thu nhập đủ để sinh tồn. Cuộc sống của anh chàng này cứ bình thường diễn ra cho đến tháng 3 năm 2020, khi nước Ý tiến vào trạng thái phong tỏa lần đầu bởi dịch Covid-19. Đây cũng là thời điểm anh da đen mất việc. Trong lúc tìm việc mới, Khabib Lem dành cả ngày ở trong ngôi nhà của bố mẹ tại Chivasso cùng ba anh chị em. Cho đến một ngày, anh tải TikTok, nền tảng mạng xã hội video từ Trung Quốc về điện thoại, lập ra tài khoản mang tên Khabib Lem và bắt đầu làm những video đầu tiên trong căn phòng ngủ chật hẹp. Thế rồi từ đây, một huyền thoại trong làng tấu hề ra đời. Nếu ngôi sao Buster Keaton là khuôn mặt lạnh như tiền của thế kỷ 20, thì Khabib Lem chính là phiên bản của thế kỷ 21. Khi anh đáp lại các video ngớ ngẩn được lan truyền trên mạng với một cái đảo mắt chán chường. Ban đầu nội dung của anh làm cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ đơn giản là lộ mặt, nói tiếng Ý với phụ đề tiếng Anh bên dưới. Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên bứt phá hơn từ tháng 4 năm 2021. Khi Khabib bắt đầu làm những video reaction về những mẹo vặt trên mạng xã hội. Đa số các video của mình thì anh thường làm lại các video của người khác trước các mẹo vặt cực kỳ phức tạp, thay thế nó bằng những điều đơn giản và hợp logic hơn, kèm theo khuôn mặt rất cảm xúc của mình, hay cho thấy các mẹo vặt ấy thực chất vô nghĩa như thế nào khi có thể làm cách đơn giản hơn rất nhiều, kèm với cái nhún vai và một khuôn mặt đầy giải trí. Trong video anh không nói một lời nào, nhưng thay vào đó là sử dụng ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm gương mặt rất đỗi hài hước của mình để gây cười. Những cái lắc đầu, trợn mắt hay là hành động dang rộng hai tay trở thành thương hiệu của Khabib Lem và tạo nên sự viral không tưởng cho TikToker trẻ ngày nay. Khabib gọi đó là ngôn ngữ toàn cầu, giúp anh kết nối với bất kỳ ai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Những video với nội dung hài hước của anh nhanh chóng được lan truyền trên khắp toàn cầu. Tổng số lượt thích của các video trên TikTok là 1,5 tỷ và video được xem nhiều nhất có lượt xem lên đến 158 triệu lượt xem. Dù nói thành thạo tiếng Ý, coi nước Ý như là nhà, nhưng thực ra Khabib Lem chưa được công nhận là một công dân Ý đích thực. Anh đã nộp đơn đăng ký quyền công dân để có hộ chiếu Ý, vì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho anh khi đi dự sự kiện ở nhiều quốc gia khác như là Mỹ hay là Pháp. Nhưng dù có quốc tịch nước nào, nó cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng và khả năng kết nối với quốc tế của Khabib Lem. Anh da đen TikTok giờ đã có 47 triệu follow trên Instagram, nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng quốc tế. Bản thân Lem đã từ chối tiết lộ mức lương thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo của mình. Nhưng thực tế thì một ngôi sao trên mạng xã hội có thể kiếm cả triệu đô mỗi năm chỉ nhờ việc sáng tạo nội dung. Khabib Lem sau khi nổi tiếng, nói cách khác sẽ có thu nhập không hề nhỏ một chút nào. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn duy trì một nếp sống giản dị. Món đồ đắt tiền nhất anh mua kể từ lúc đó chỉ là chiếc iPhone 12 và cũng là để quay chụp tốt hơn, phục vụ cho công việc. So với 18 tháng trước đây, cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều. Từ một thanh niên thất nghiệp, vụt sáng trở thành một hiện tượng xã hội. Còn cha mẹ Lem, họ tự hào về anh.
Chính vì thế, Khabib Lem có rất nhiều fan từ khắp nơi trên thế giới. Cái cách mà anh làm nội dung cũng khiến nhiều người quan tâm. Các fan của anh thường xuyên gửi cho Lem những video về các hành động đơn giản bị thực hiện theo những cách phức tạp và đề nghị Lem ra tay. Biểu cảm ấy biến anh thành một meme đình đám, được sử dụng rất nhiều trong các video khác trên mạng xã hội. Nhưng điều đáng nói là khác với các ngôi sao khác, video của Khabib Lem không bị ngợp. Nó luôn đơn giản, chỉ sử dụng hành động và hình ảnh để mang đến sự giải trí. Kể cả khi bắt chước, người ta cũng chỉ nhớ đến Khabib Lem vì tất nhiên không một ai có thể có biểu cảm giống như anh được. Nó giúp những gì anh làm trở nên độc nhất và khẳng định lại mục tiêu khiến cuộc sống trở nên bớt phức tạp hơn. Theo thống kê, trung bình mỗi bài đăng trên TikTok của Khabib Lem có 9,6 triệu lượt thích và hơn 82.000 bình luận. Trang web phân tích mạng xã hội Social Blade cho biết tỷ lệ theo dõi hiện tại của Khabib Lem nhanh hơn gần 8 lần so với Charlie D'Amelio, chủ nhân của một trong những tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên TikTok. Tuy nhiên, theo như Lem tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, nổi tiếng không phải là vì lý do khiến anh bắt đầu làm video. Không cầu kỳ, sáng tạo nội dung một cách đơn giản chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Khabib Lem. Anh chàng này đã tận dụng triệt để điều đó, đặc biệt là khi anh không hé răng nói nửa lời mà chỉ dùng biểu cảm gương mặt kiểu thờ ơ, cười khinh bỉ để bóc mẽ. Kể từ đó, tài khoản thuộc sở hữu của Khabib Lem dần trở thành một trong số những tài khoản nổi tiếng nhất của TikTok toàn cầu. Ngay sau khi trở thành gương mặt nổi tiếng đối với người dùng mạng xã hội trên khắp thế giới, Khabib Lem đã ngay lập tức nhận được vô số lời mời hợp tác từ các doanh nghiệp, hợp đồng quảng cáo. Thậm chí độ nổi tiếng của anh còn khiến chính CEO Facebook Mark Zuckerberg phải thả like vào một bài đăng trên Instagram. Ngoài ra, việc là một fan cứng của câu lạc bộ Juventus cũng khiến Khabib có cơ hội gặp gỡ huyền thoại Alessandro Del Piero, chân sút kỳ cựu của Juve, cũng như đội tuyển bóng đá Italia. Ngoài ra, anh chàng cũng gây choáng khi liên tục gặp gỡ những ngôi sao hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bóng đá và bóng rổ. Thậm chí, anh còn được vinh danh trong danh sách Forbes Under 30, mời làm thành viên của ban giám khảo hạng mục TikTok Short Film của Liên hoan phim Cannes vào năm 2022 và tham dự lễ trao giải Oscar vào ngày 12 tháng 3 năm 2023. Mới đây, chàng trai này cũng đã được vinh dự mời vào ghế giám khảo chương trình Italia Got Talent. Cùng với lượng tương tác khủng và cơ hội kiếm tiền, theo Influencer Marketing Hub, trang web này ước tính Khabib Lem có thể kiếm được từ 50.000 đến 84.000 đô, tương đương từ 1,1 tỷ đến 2 tỷ đồng cho một bài đăng châm biếm trên TikTok. Đặc biệt, khi xem các video của Khabib, nhiều người tinh ý nhận ra anh chàng lồng ghép khéo léo quảng cáo cho các nhãn hàng. Đây cũng là nguồn thu lớn cho Khabib. Đến nay anh sở hữu khối tài sản trị giá hơn 2 triệu đô. Hiện tại, sáng tạo nội dung đã trở thành công việc toàn thời gian của Khabib Lem. Anh giờ đây đã trở thành nhân vật có lượng theo dõi lớn nhất của Ý với loạt video bình dân và gần gũi. Tuy nhiên, dù kiếm được tiền khủng, song anh da đen vẫn duy trì một nếp sống giản dị. Khabib Lem tự nhận mình là một chàng trai đơn giản, khác xa với những ngôi sao khác. Món đồ đắt tiền nhất anh mua cũng chỉ là chiếc iPhone 12 mà thôi. Anh cũng thừa nhận bản thân vẫn chưa mua được nhà cho mẹ và đang cố gắng thực hiện ước mơ bấy lâu nay. Và đó là tất cả những thông tin về chú hề Khabib Lem, người mà chỉ cần thở thôi cũng có thể ra những video gây tiếng cười cho khán giả. Còn bạn biết thêm thông tin gì về cuộc sống của anh chàng này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.